Sơn xin chào tất cả các bác yêu âm thanh. Hôm nay Thiên Nào Audio rất vui được đem đến cho tất cả các bác một combo khuyến mại với giá cực kỳ hấp dẫn và tất cả đều là hàng mới. Đó chính là mua loa kép Q350 và chiếc âm ly Marantz Receiver 2 kênh NR1200 thì tổng cả bộ đang có mức giá tham khảo là 30.200.000 đồng. Đó là giá cộng của hai thiết bị lại và đang được Audio Thiên Hà sale off đúng một bộ với giá 20.000.000 đồng. Tính đến cái thời điểm mà Hải Sơn quay clip thì chỉ có một chiếc âm ly này duy nhất thôi. Cho nên là đến khi này cái clip nó lên hình ấy, thì khi các bác xem thì các bác muốn mua thì hãy liên hệ gọi điện số hotline thật là nhanh chóng. Bây giờ Hải Sơn xin giới thiệu về chi tiết của từng thiết bị trong cái combo khuyến mại này. Thứ nhất là chúng ta sẽ đến với đôi loa kép Q350. Đây là một trong những cái đôi loa nó lọt vào nhóm những cái loa book sale rất hay trong tầm giá khoảng dưới 15 triệu. Thì đây là đôi loa có giá 15.300.000. Thực sự nó là một ứng cử viên rất là xuất sắc trong cái tầm giá đó. Chúng ta có đây là một đôi loa book sale với hình thức trung bình khá về kích thước, tức là nó không quá lớn, không quá nhỏ. Và chúng ta có thể dùng rất là phù hợp cho những cái phòng khoảng tầm 20m2 hoặc là dưới 20m2 thì tiếng nó rất là đầy đặn. Thoạt nhìn thì chúng ta nghĩ rằng đây là một cái loa toàn giải với chỉ một củ loa, nhưng mà không phải. Đây chính là một cái thiết kế gọi là Uniqui, tức là hai củ loa được đặt chỉ trong một với cái củ tép ở giữa và củ trung trầm là bao vây xung quanh. Nó cho một cái âm thanh có một cái độ lan tỏa cao hơn do tận dụng cái thiết kế của cái loa mid bass để làm một cái họng kèn để phóng âm thanh ra. Và những cái lá khế mà bằng kim loại ở phía trước cái loa tép nó sẽ giúp là làm sao để bảo toàn được cái năng lượng âm thanh nó đi xa và giúp cho mở rộng cái điểm ngọt. Và một cái rất hay lợi thế của cái công nghệ Uniqui của hãng kép đó chính là làm cho âm thanh nó có được một cái độ đồng pha rất là cao. Chính vì vậy, ngoài cái sự chi tiết tách bạch của các giải âm và khi nghe nhạc chúng ta cảm thấy một cái âm thanh nó có cái độ hòa quyện, nó không bị rời rạc, cho nên là phần nào âm nhạc sẽ được thể hiện nó cảm xúc hơn. Đây là một đôi loa không hề khó kéo một tí nào, có thể gọi là đây là một đôi loa rất là dễ kéo. Mặc dù nó có độ nhạy thì không cao, chỉ 87 dB, trở kháng là 8 ohm, nhưng nó chỉ đòi hỏi một cái âm ly từ 15W cho đến 120W tối đa RMS. Và chúng ta sẽ đến với cái giải pháp phối ghép cũng rất hợp lý mà Thiên Hà Audio trang bị cho tất cả các bác trong cái buổi khuyến mại này. Đó chính là receiver Marantz NR1200. Đây là một cái receiver 2 kênh và các bác có thể đánh được một lúc là 4 loa, tức là 2 cặp vào vế speaker A hoặc B, hoặc là bật cả hai đó lên. Và là một chiếc receiver 2 kênh, nó có rất nhiều các cái công nghệ liên quan đến kỹ thuật số. Thì bây giờ các bác nhìn sang cái phần tem phía bên phải, đó chính là các cái công nghệ kết nối mà rất hay, những cái người trẻ hoặc là những audiophile trong khoảng 40 tuổi đổ xuống thì bây giờ rất là thích các cái công nghệ liên quan đến kỹ thuật số. Chúng ta có khả năng chơi AirPlay 2. Ở đây chúng ta sẽ có thể kết nối dây mạng vào phía đằng sau hoặc là bắt Wi-Fi hoặc là chơi qua Bluetooth. Thì chúng ta Apple thì chạy AirPlay 2 là hay nhất. Với các thiết bị Android thì các bác sẽ kết nối Bluetooth. Và ngoài ra chúng ta có thể stream nhạc trực tuyến thông qua những cái dịch vụ chơi nhạc như là Internet Radio này, Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer. Ngoài ra các bác mà thích chơi đĩa than thì có đường phono input rất là tiện. Chúng ta còn có 5 đường HDMI vào và 1 đường ra. Lưu ý là chúng ta có cái chuẩn là HDMI ARC. Như vậy là các bác muốn cái âm thanh của TV, ví dụ các bác có những cái TV thông minh, chơi YouTube hay là nghe nhạc từ đó và muốn nó xuất âm thanh ra cái receiver này hay nhất, thì các bác cắm cái dây HDMI, nó sẽ quay ngược âm thanh xuống cái receiver này với một cái chất lượng truyền tải nó không hề bị suy giảm. Đấy là cái rất là ấn tượng. Ngoài ra cũng phải nói là cái khả năng kéo loa của chiếc âm ly này, nó có mức công suất là 75W nhân 2 kênh với đường 8 ohm và lên tới là 2 nhân 135W cho cái đường 4 ohm. Vì vậy mà với những cái đôi loa book sale, ví dụ như kép Q350 thì nó kéo rất là tốt, không gặp vấn đề gì. Và các bác cũng có thể sử dụng nó để kéo những cái loa khác nhau. Ở đây chúng ta còn có một số cái chế độ, đó là sound mode. Ví dụ khi ấn sound mode này, nó sẽ kích hoạt tính năng Pure Direct, tức là lúc này chúng ta không thể nào mà chỉnh bass treble
và âm thanh là nó sẽ đi thẳng đến cái mạch khuếch đại, nó sẽ tắt cái màn hình này luôn để hạn chế tối đa cái liên quan từ cái mạch kỹ thuật số liên quan đến cái quá trình mà âm thanh nghe như này, để âm thanh nó gọi là trong trẻo nhất. Chúng ta có chế độ stereo này đấy và pure direct, hai chế độ này thôi. Một cái mà cũng phải nhắc đến, cái âm ly này có cái đường kết nối đằng sau rất hay. Ví dụ như các bác có thể kết nối ra được hai cái subwoofer, hoặc các bác có thể xuất ra một cái âm ly công suất, hoặc là các bác có một cái đường zone 2 out ra ngoài để các bác có thể xuất tiếp đến một cái âm ly khác. Từ đó thì có thể chơi nhạc đa phòng. Và ngoài ra không thể không nhắc đến đó chính là cái công nghệ kết nối Helios. Các bác có thể download cái app có tên là Heo về để phát âm thanh, điều khiển nhạc từ điện thoại ra cái chiếc máy này rất là tiện. Và chiếc máy này nó hỗ trợ chơi các cái chuẩn nhạc high resolution audio cũng rất là tốt. Tức là có rất là nhiều tính năng liên quan đến cái chiếc âm ly này, và mọi thứ thì vận hành đều rất là ổn. Đây, các cái đường vào đây rất là nhiều luôn, sử dụng cực kỳ thoải mái, rất là nhiều các cái đường RCA luôn. Cái chiếc âm ly này thì có cái mức giá tham khảo là 14 triệu 880. Thì khi ghép với cái loa này, đây là một cái sự kết hợp nó quá là ổn. Và tất cả tổng cả bộ này thì là 30 triệu 200 ngàn đồng. Và nay được Thiên Hà Audio Seop một bộ duy nhất, do là cái âm ly này là tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ có một chiếc thôi, còn loa thì có số lượng hơn. Cho nên với 20 triệu thì đây là một combo rất là hấp dẫn. Cho nên là các bác khi thấy cái clip này lên hình thì các bác hãy liên hệ sớm với cái số hotline để có thể sở hữu bộ dàn này. Còn bây giờ thì Hải Sơn xin nhường tất cả sự trình diễn này lại cho cái bộ dàn âm thanh này cho các bác cảm nhận. Trời mưa đêm anh còn nợ em,
còn nữa em. Cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ.